Đừng đội lón lá khi đi xe khách. Vỡ gương trong một chuyến đi xa thì lên dừng lại đã. Lên xe khách thấy có 7 người ngược giới tính của mình thì phải xuống xe ngay lập tức, không dễ họa sát vào thân. Bé dưới 3 tuổi khi lên xe khách mà khóc thì phải đưa bé đó xuống ngay rồi quay mặt về hướng đông niệm 10 lần giáp mộc.